Tin Lituani Hơn 100.000 tín hữu Lituani tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Francisco tại Konas. Sáng Chúa Nhật ngày 23 tháng 9, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Lituani, Đức Thánh Cha Francisco đã dân thánh lễ trước sự hiện diện của khoảng 100.000 tín hữu đến từ các miền của Lituani. Sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 9, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Lituani, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ trước sự hiện diện của khoảng 100.000 tín hữu đến từ các miền của Lithuania. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, ngoài các giám mục thuộc bảy giáo phận ở Lithuania, còn có nhiều giám mục từ các nước lân cận như Ba Lan, Bạch Nga và Nga, đặc biệt là Đức Tổng giám mục trưởng Sviatolas Sevchuk lãnh đạo của hơn 4,5 triệu tín hữu Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, hơn 501 đồng tế trong phẩm phục màu xanh lá cây ngồi ở khu vực trước lễ đài. Bà Tổng thống Dalia Grybauskaitė và một số quan chức trong chính phủ cũng hiện diện tại buổi lễ. Phần thánh ca do một ca đoàn hùng hậu gần 600 ca viên trong đồng phục màu trắng đảm trách. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha đã đặc biệt quản diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Mát Cô. Trong đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ, ai muốn trở thành người làm đầu thì phải phục vụ mọi người. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy trở thành người rốt cùng và phục vụ tất cả mọi người. Đức Thánh Cha còn dùng hình ảnh hai con sông ở Lithuania để đề cao sự quên mình. Ngài nói, tại thành Vinius, Sông Vinia cung cấp nước cho thành này và bị mất tên cho với sông Neris. Còn tại thành Conus này, sông Neris bị mất tên khi dồn nước cho sông Nemunas. Hình ảnh này có nghĩa là đó là một giáo hội đi ra ngoài, không sợ ra ngoài và xả thân. Kể cả khi có vẻ là chúng ta bị tan loãng, bị mất hút sau những người bé nhỏ, những người bị lãng quên, những người sống ở khu ngoài lề của cuộc sống. Cuối thánh lễ, đức thánh cha đã đọc kinh truyền tin và chúc lành cho mọi người